Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Xuất Ai Cập Ký Chương 1. Đây là tên các con trai của Israel. Mỗi người đều dẫn người nhà mình đi với Jacob đến xứ Ai Cập: Ruben, Simeon, Levi và Judah, Issachar, Zabulon và Benjamin, Dan, Nephtali, Gad và Asher. Hết thảy những người bởi Jacob sinh ra được 70 người. Joseph đã ở tại xứ Ai Cập. Và Joseph và anh em người cùng mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết. Con cháu Israel thêm nhiều lạ lùng, nảy nở ra và trở nên rất cường thạnh, cả xứ đều đầy dẫy. Nhưng bây giờ tại nước Ai Cập có một vua mới lên ngôi, chẳng quen biết Joseph. Vua phán cùng dân mình rằng: "Này, dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta. Hè, ta hãy dùng trước khôn ngoan đối cùng họ, kẻo họ thêm nhiều lên. Một mai, nếu có cơn chinh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch đánh lại ta và ra khỏi xứ chăng?" Vậy, người Ai Cập bèn đặt các kẻ đầu sâu để bắt dân Israel làm sâu khó nhọc. Họ xây thành Phi Thom và Ramse dùng làm kho tàng cho Pharaon. Nhưng người Ai Cập càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng nấy. Người Ai Cập bèn đem lòng ghen ghét dân Israel, bắt làm công việc nhọc nhằn, gây cho đời dân ấy nên cay đắng vì nỗi khổ sở nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này người Ai Cập bắt dân Israel làm nhọc nhằn lắm. Vua xứ Ai Cập cũng phán cùng các bà mụ của dân Hebrew, một người tên Sipra và một người tên Phu-a mà rằng: "Khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hebrew, hễ thấy sinh con trai thì hãy làm cho chết đi, còn con gái thì hãy để cho sống." Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ai Cập phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Vua xứ Ai Cập bèn đòi những bà mụ mà phán rằng: "Sao các ngươi làm như vậy, để cho những con trai sống?" Các bà mụ tâu rằng: "Ấy tại người đàn bà Hebrew chẳng phải như người đàn bà Ai Cập, vì họ mạnh khỏe hơn, đã sinh nở trước khi mụ đến." Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ, dân sự gia thêm và trở nên đông đúc. Ấy vậy, vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Pharaoh bèn truyền lệnh cho cả dân mình rằng: "Phàm con trai của dân Hebrew mới sinh, hãy liệng xuống sông, còn con gái thì để cho sống." Sách Xuất Ai Cập Ký Chương 1. Đây là tên các con trai của Israel. Mỗi người đều dẫn người nhà mình đi với Jacob đến xứ Ai Cập: Ruben, Simeon, Levi và Judah, Issachar, Zabulon và Benjamin, Dan, Nephtali, Gad và Asher. Hết thảy những người bởi Jacob sinh ra được 70 người. Joseph đã ở tại xứ Ai Cập. Và Joseph và anh em người cùng mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết. Con cháu Israel thêm nhiều lạ lùng, nảy nở ra và trở nên rất cường thạnh, cả xứ đều đầy dẫy. Nhưng bây giờ tại nước Ai Cập có một vua mới lên ngôi, chẳng quen biết Joseph. Vua phán cùng dân mình rằng: "Này, dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta. Hè, ta hãy dùng trước khôn ngoan đối cùng họ, kẻo họ thêm nhiều lên. Một mai, nếu có cơn chinh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch đánh lại ta và ra khỏi xứ chăng?" Vậy, người Ai Cập bèn đặt các kẻ đầu sâu để bắt dân Israel làm sâu khó nhọc. Họ xây thành Phi Thom và Ramse dùng làm kho tàng cho Pharaon. Nhưng người Ai Cập càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng nấy.
người Ai Cập bèn đem lòng ghen ghét dân Israel, bắt làm công việc nhọc nhằn, gây cho đời dân ấy nên cay đắng vì nỗi khổ sở nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này người Ai Cập bắt dân Israel làm nhọc nhằn lắm. Vua xứ Ai Cập cũng phán cùng các bà mụ của dân Hebrew, một người tên Sipra và một người tên Phu-a mà rằng: khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hebrew, hãy thấy sinh con trai thì hãy làm cho chết đi, còn con gái thì hãy để cho sống. Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ai Cập phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Vua xứ Ai Cập bèn đòi những bà mụ mà phán rằng: sao các ngươi làm như vậy, để cho những con trai sống? Các bà mụ tâu rằng: ấy tại người đàn bà Hebrew chẳng phải như người đàn bà Ai Cập, vì họ mạnh khỏe hơn, đã sinh nở trước khi mụ đến. Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ, dân sự gia thêm và trở nên đông đúc. Ấy vậy, vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Pharaoh bèn truyền lệnh cho cả dân mình rằng: phàm con trai của dân Hebrew mới sinh, hãy liện xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Sách Xuất Ai Cập Ký, chương 1. Đây là tên các con trai của Israel. Mỗi người đều dẫn người nhà mình đi với Jacob đến xứ Ai Cập: Ruben, Simeon, Levi và Judah, Issachar, Sabulon và Benjamin, Dan, Nephtali, Gad và Asher. Hết thảy những người bởi Jacob sinh ra được 70 người. Joseph đã ở tại xứ Ai Cập. Và Joseph và anh em người cùng mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết. Con cháu Israel thêm nhiều lạ lùng, nảy nở ra và trở nên rất cường thạnh, cả xứ đều đầy dẫy. Nhưng bây giờ tại nước Ai Cập có một vua mới lên ngôi, chẳng quen biết Joseph. Vua phán cùng dân mình rằng: này, dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta. Hè, ta hãy dùng trước khôn ngoan đối cùng họ, kéo họ thêm nhiều lên. Một mai, nếu có cơn chinh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch đánh lại ta và ra khỏi xứ chăng? Vậy, người Ai Cập bèn đặt các kẻ đầu sâu để bắt dân Israel làm sâu khó nhọc. Họ xây thành Phi Thom và Ramse, dùng làm kho tàng cho Pharaon. Nhưng người Ai Cập càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng nấy. Người Ai Cập bèn đem lòng ghen ghét dân Israel, bắt làm công việc nhọc nhằn, gây cho đời dân ấy nên cay đắng vì nỗi khổ sở nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này người Ai Cập bắt dân Israel làm nhọc nhằn lắm. Vua xứ Ai Cập cũng phán cùng các bà mụ của dân Hebrew, một người tên Sipra và một người tên Phu-a mà rằng: khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hebrew, hãy thấy sinh con trai thì hãy làm cho chết đi, còn con gái thì hãy để cho sống. Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ai Cập phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Vua xứ Ai Cập bèn đòi những bà mụ mà phán rằng: sao các ngươi làm như vậy, để cho những con trai sống? Các bà mụ tâu rằng: ấy tại người đàn bà Hebrew chẳng phải như người đàn bà Ai Cập, vì họ mạnh khỏe hơn, đã sinh nở trước khi mụ đến. Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ, dân sự gia thêm và trở nên đông đúc. Ấy vậy, vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Pharaoh bèn truyền lệnh cho cả dân mình rằng: phàm con trai của dân Hebrew mới sinh, hãy liện xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Chương 9. Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao? Nếu tôi không phải là sứ đồ cho kẻ khác, ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em, vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa. Ấy là lẽ binh vực của tôi đối với kẻ kiện cáo mình. Chúng tôi há không có phép ăn uống sao?
há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm hay sao? Hay là chỉ một tôi với Ba-na-ba không có phép được khỏi làm việc? Vậy thì, có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình? Tôi nói vậy, nào phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu. Luật pháp há chẳng nói như vậy sao? Vì chưng có chép trong luật pháp Môi-se rằng: ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Quả thật, Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng: ai cày ruộng phải trông cậy mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em mà muốn thâu lại của vật chất của anh em thì nào có phải một việc quá lẽ đâu. Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Dầu vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự hầu cho khỏi làm ngăn trở tin lành của Đấng Christ chút nào. Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng: ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ này chẳng phải để đòi quyền ấy lại, vì tôi đành thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi. Ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi. Còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, lại nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Với người Giu-đa, tôi ở như một người Giu-đa, hầu được những người Giu-đa. Với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp. Với những người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ, song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người, không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng? Chương 10. Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp têm trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng và uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi giỡn. Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có 2,300,000 người bị bỏ mạng.
cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. Lại cũng chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lại hình tượng. Tôi nói với anh em cũng như nói với kẻ thông minh, chính anh em hãy suy xét điều tôi nói. Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta giàu nhiều cũng chỉ một thân thể, bởi chân chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh. Hãy xem dân Israel theo phần xác, những kẻ ăn thịt con sinh tế há không thông đồng với bàn thờ sao? Nói vậy có ý chi? Của cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng có ra gì chăng? Chắc là không. Nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ, chẳng có thể dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của các quỷ. Hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen sao? Chúng ta há mạnh hơn Ngài sao? Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Phàm vật gì bán ở hàng thịt, hãy ăn, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi về việc đó. Bởi chưng đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa. Nếu có người chẳng tin mời anh em, và anh em muốn đi, thì không cứ họ dọn ra đồ gì, hãy ăn đi hết thảy, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi hết. Xong, nếu có ai nói với anh em rằng, cái này đã dâng làm của cúng, thì chớ ăn, vì cớ người đã bảo trước mình, lại vì cớ lương tâm. Tôi chẳng nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người đó. Và vì cớ nào sự tự do tôi phải bị lương tâm kẻ khác đoán xét? Nếu tôi tạ ơn rồi ăn, cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà lại bị chê bai? Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giuđa, người Gret hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Thư Corinto thứ nhất, chương 11. Hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp và lấy lòng trung tín mà giữ những điều tôi đã dạy dỗ anh em. Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người, người đàn ông là đầu người đàn bà, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Phàm người đàn ông cầu nguyện hoặc giảng đạo mà trùm đầu lại thì làm nhục đầu mình. Nhưng phàm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại thì làm nhục đầu mình. Thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy. Ví bằng người đàn bà không trùm đầu thì cũng nên hớt tóc đi. Xong, nếu người đàn bà lấy sự hớt tóc hoặc cạo đầu làm xấu hổ thì hãy trùm đầu lại. Và đàn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì không nên trùm đầu. Nhưng đàn bà là sự vinh hiển của đàn ông. Bởi chưng không phải đàn ông ra từ đàn bà, bèn là đàn bà ra từ đàn ông. Không phải đàn ông vì cớ đàn bà mà được dựng nên, bèn là đàn bà vì cớ đàn ông vậy. Bởi đó, vì cớ các thiên sứ, đàn bà phải có dấu hiệu trên đầu chỉ về quyền phép mình nương cậy. Song trong Chúa thì chẳng phải đàn bà ngoại đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà.
Vì như đàn bà đã ra từ đàn ông thì đàn ông cũng sanh bởi đàn bà, và cả thảy đều ra bởi Đức Chúa Trời. Chính anh em hãy đoán xét điều này. Đàn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu là hiệp lẽ chăng? Chính lẽ tự nhiên há chẳng dạy cho anh em biết đàn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao? Nhưng nếu đàn bà để tóc dài thì là lịch sự cho mình, vì đã ban tóc dài cho người dường như khăn trùm vậy. Bằng có ai muốn cãi lẽ thì chúng tôi không có thói quen ấy, mà các hội thánh Đức Chúa Trời cũng không có nữa. Trong khi tôi truyền lời cáo dụ này, chẳng phải khen anh em, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn, mà làm cho mình dở hơn. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp hội thánh thì sinh ra sự phân rẽ. Tôi cũng hơi tin điều đó, vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn. Bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nã mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc này, tôi chẳng khen đâu. Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: "Này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta." Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: "Chén này là sự giao ước mới trong huyết ta. Hãy khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta." Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy, mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cơ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán. Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Hỏi anh em, vậy thì lúc anh em hội lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. Ví bằng có ai đói, hãy ăn tại nhà mình, hầu cho anh em không nhóm lại để mà chuốc lấy sự đoán xét. Còn các việc khác, lúc tôi đến sẽ đoán định. Thi thiên thứ 9. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ hớn hở nơi Ngài và ca tụng danh của Ngài. Khi kẻ thù nghịch tôi lui bước, chúng nó vấp ngã và hư mất trước mặt Chúa. Vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi, Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình. Chúa đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác, xóa sạch danh chúng nó đời đời. Kẻ thù nghịch đã đến cùng, bị hủy diệt đời đời, còn các thành Chúa đã phá đổ. Dầu kỷ niệm nó cũng đã bị hư mất rồi. Nhưng Đức Giê-hô-va ngồi cai trị đời đời, Ngài đã giữ bị ngôi mình để đoán xét. Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc. Đức Giê-hô-va sẽ làm nơi náu ẩn cao cho kẻ bị hà hiếp, một nơi náu ẩn cao trong thì gian truân. Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng ngự tại Si-ôn, hãy báo cáo giữa các dân công việc tối cao của Ngài. Vì đấng báo thù huyết nhớ lại kẻ khốn cùng, chẳng hề quên tiếng kêu của họ. Đức Giê-hô-va ơi, xin thương xót tôi. Hỡi đấng đem tôi lên khỏi cửa sự chết,
hãy xem sự gian nan tôi mắc phải tại vì kẻ ghét tôi. Hầu cho tại cửa con gái Sion, tôi tỏ ra mọi sự ngợi khen Chúa và mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. Các dân đã luống xuống trong hố chúng nó đã đào, chân của chúng nó mắc vào lưới chúng nó đã gài kín. Đức Giê-hô-va thi hành sự đoán xét mà tỏ mình Ngài ra. Kẻ ác bị công việc tay mình làm trở vấn lấy. Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy. Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy trỗi dậy, chứa cho người đời được thắng. Nguyện các dân bị đoán xét trước mặt Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho chúng nó sợ hãi. Nguyện các dân biết mình chẳng qua là người phàm. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.